Sáng ngày 20 tháng 5 2024, nhằm ngày 13 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện An Biên, trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Thứ Năm, huyện An Biên. Trước khi vào buổi lễ, ban tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thuyết giảng với chủ đề ý nghĩa Phật đản. Chư Tôn Đức Tăng Ni, các cấp chính quyền cùng Phật tử cử hành nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ. Thượng tọa Thích Minh Tiến tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đến, Thượng tọa Danh Nân, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Biên, trưởng ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Biên đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ các cấp chính quyền, các sở ban ngành. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Văn Nhanh, Phó phòng Nội vụ, ghi nhận đánh giá cao các công tác an sinh xã hội của Ban trị sự Phật giáo huyện, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Đức cùng các cấp chính quyền và đồng bào Phật tử trang nghiêm thành kính cử hành nghi thức dâng hương, tụng kinh, kính mừng Phật đản, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh ấm no, hạnh phúc.